Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 277. Chương 2761, ngươi là tương lai của thần giáo. 1. Migo không thể nào hiểu được ý nghĩa câu nói tháo bỏ dây cương của người cầm roi là có ý gì. Hắn thấy, người cầm roi có thể nói là dốc lòng bồi dưỡng Karen. Không chỉ thu nhận Karen vào tổ chức các thành viên trực hệ của mình, còn đưa vị trí quân đoàn trưởng cho Karen, trong lúc chiến tranh càng tự mình đốc thúc hậu cần. Như thế này mà là Karen đang bị tròng dây cương sao? Nhưng mà cho dù không hiểu thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ hâm mộ trên gương mặt của Migo đối với Karen. Karen cúi đầu, rất cung kính mà nói với người cầm roi, ngài nói quá lời, ta vẫn luôn rất may mắn và cũng rất biết ơn vì mình có thể được làm việc dưới trướng của ngài. Migo thầm nghĩ, xem này, không chỉ ta không hiểu, ngay cả quân đoàn trưởng Karen cũng không hiểu. Nhưng mà, một câu nói tiếp theo để Migo phát hiện hình như chỉ có mỗi mình là không hiểu. Karen nói, ta thường xuyên cảm thấy áy náy và sợ hãi, bởi vì ta rõ ràng rằng sự nhiệt huyết và tùy ý của mình đều nhờ vào lòng dạ và sự sắp xếp của ngài. Có đôi khi ta rất rõ ràng rằng chuyện mà mình làm sẽ tạo ra hậu quả gì, biết ngài sẽ bởi vậy tức giận mà nhưng vẫn lựa chọn làm như thế. Mà ta lại cực kỳ yên tâm cho rằng sẽ không gặp phải những chuyện phiền lòng kia. Bởi vì ta biết, ngài không phải đang vì cho ta, ngài là đang vì sự nghiệp của trật tự. Khi lãnh đạo đến thực tế, ngươi phải biết đầu cơ. Khi lãnh đạo muốn tình cảm, ngươi phải biết cao nhã. Khi Verdon nói ra người đánh xe ngựa và dây cương. Karen biết rằng người cầm roi đang muốn rút ngắn khoảng cách với mình. Vậy mình nhất định cũng phải nói một ít lời quan tâm thậm chí là buồn nôn. Những lời này cũng là không phải đang nói mò, càng không phải chỉ đơn giản là vì để vuốt mông ngựa. Dù gì thì Neo cũng đã từng nói, cậu đoán xem trong lúc nóng giận người cầm roi có thể đập chết cậu luôn không? Mà sở dĩ Karen có thể liên tục thăm dò giới hạn của người cầm roi là vì thật sự đoán chắc người ta sẽ xem đại cục làm trọng. Ta biết hành vi của ta sẽ để cho ngươi rất tức giận, để ngươi ngồi ở trong văn phòng mà mắng ta, nhưng ngươi sẽ không bởi vậy mà nhằm vào ta. Chèn ép ta, chỉ cần ta làm việc tốt, ngươi còn phải ngăn chặn tất cả sự bất mãn trong lòng để giúp đỡ và nâng đỡ ta. Trong mắt Migo lộ ra sự mờ mịt, Karen trả lời, hắn nghe không hiểu hoàn toàn, nhưng tố chất nghề nghiệp để bản năng của hắn cảm thấy rất cao cấp. Nếu như nói lúc trước chẳng qua là hắn cảm thấy năng lực của Karen trên những phương diện kia vượt qua mình. Nhưng mình cũng có sở trường trên phương diện đặc biệt khác, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được mình bị Karen áp đảo trên sở trường của chính mình. Nếu nghiền ngẫm câu nói này, đây là đang nhận lỗi sao? Đây là sám hối sao? Không, đây rõ ràng là sự miêu tả cho cái gọi là lời tâng bốc tươi mát dễ chịu nhất. Nói bóng gió đó là trong. Lòng ta có sự thành kính với sự nghiệp trật tự, ta biết trong lòng ngươi cũng có, hai người chúng ta giống nhau. Cho nên ta có thể dựa trên thái độ đối xử của ngươi mà lựa chọn phương thức trực tiếp và có lợi nhất cho sự phát triển của sự nghiệp trật tự. Migo quay đầu nhìn về phía người cầm roi, hắn trông thấy khóe miệng người cầm roi xuất hiện đường cong, người cầm roi đang cười. Nếu như nói lúc trước trong lòng Verdon có oán khí và bất mãn với Karen bao nhiêu, như vậy thì bây giờ hắn lại cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Cảm xúc vui giận buồn bực thậm chí là vinh nhục của con người khi đặt trước sự nghiệp vĩ đại thì lại đáng là gì. Hắn biết, mình lại bị người trẻ tuổi trước mắt này nhìn thấu một lần nữa, nhưng lần này, hắn không quan tâm, thật sự không quan tâm. Bởi vì lúc Karen nói ra những lời này, vô hình chung đã làm mất đi sự nghiêm túc giữa quan hệ cấp trên cấp dưới, tự nhiên mà trở thành những người cộng tác hăm hở dắt tay nhau vì chí hướng chung. Migo không hiểu những điều này, đây cũng rất bình thường, bởi vì nó liên quan đến cách cục. Sau khi Karen trông thấy thần trật tự ngồi quay lưng về phía kỷ nguyên, nội tâm của anh, cách đối đãi các mối quan hệ, thậm chí là đối đãi với thế giới, đều xuất hiện thay đổi. Tranh giành có gì tốt, cẩn thận có gì hay. Là tín đồ thành kính của trật tự, chúng ta có chuyện càng quan trọng hơn để làm. Karen, ta rất muốn xé ngươi ra, cho nên, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng mình có thể vẫn luôn thể hiện ưu tú như vậy, để cho ta cảm thấy ngươi có tác dụng. Ta có thể trao cho ngươi đãi ngộ đặc biệt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải không ngừng chứng minh với ta rằng ngươi có tư cách để được đãi ngộ. Ngài sẽ thấy. Tốt, ta sẽ nhìn xem. Verdon chỉ xuống phía dưới, hỏi, ngươi không cần ra mặt chỉ huy sao? Thưa ngài,
Phương án tác chiến đã được chuẩn bị cực kỳ kín đáo, cẩn thận. Phương án dự phòng cho những tình huống ngoài ý muốn cũng đã chuẩn bị rất đủ. Cho nên việc tiến công tiếp sau sẽ tiến hành từng bước, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt ngoài dự đoán, nếu không ta cũng không cần phải ra mặt chỉ huy thêm. Không phải là vì cố ý đi cùng ta à? Karen hồi đáp, xin ngài thứ lỗi, trong mắt thuộc hạ thì việc đánh trận quan trọng hơn so với đi cùng ngài. Được thôi, Migo, dựng ra một cái bàn đi, nếu ngài quân đoàn trưởng của chúng ta đã rảnh rỗi như vậy thì hãy giảng giải cho ta về trận chiến này, để cho ta cũng hiểu được trận chiến rốt cuộc đang dùng chiến thuật gì. Nhưng mà, trước đó phải nói một chuyện. Verdon nhìn về phía Karen, ta chỉ phụ trách xem, chờ một lát nữa bất kể ta nói cái gì, ngươi cũng không nên bị dao động, ta không làm chuyện người ngoài nghề can thiệp vào việc của người trong nghề. Vâng, xin ngài yên tâm. Migo đi vào xe ngựa rời bàn ghế xuống, bày đồ ăn nhẹ và rượu lên. Chương 2762, ngươi là tương lai của thần giáo, 2. Sau khi Verdon ngồi xuống, Karen cũng ngồi xuống ở bên cạnh, còn Migo thì phụ trách đứng ở một bên mà rót rượu. Lúc này trong lòng vị thư ký trưởng này cũng vô cùng thổn thức, ai có thể nghĩ người trẻ tuổi trước đó không lâu còn cần mình cố ý sắp xếp mới có thể có cơ hội gặp mặt riêng với người cầm roi. Bây giờ đã có thể dựa vào năng lực và địa vị của mình để ngồi cùng bàn với người cầm roi. Karen nói với Connor bên cạnh, ngươi đi lên phía trước, chỉ dẫn Augie nên bay thế nào. Được rồi. Connor nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phần đầu, một tay vịn sừng rồng của Augie, ngồi xổm, đưa tay vỗ vỗ cái trán Augie. Con rồng ngốc, dựa theo lời của ta mà bay, không được bay lung tung, bằng không chúng ta có thể sẽ bị bắn rớt xuống đấy. Karen cảm thấy, dùng băng xương cự long của người cầm roi để làm linh vật nâng cao sĩ khí thì chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Ít nhất thì bây giờ mình không cần lại lo lắng ba đoàn chính quy kia sẽ không đánh toàn lực ở trong trật tự thần giáo. Không ai dám lừa gạt người cầm roi, trừ phi đã chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với tòa án trật tự. Khi chiến trường vẫn trong giai đoạn bố trí, Karen kể cho người cầm roi về lực lượng hai bên, phân tích lợi và hại của phe mình và phe địch. Verdon lắng nghe rất chân thành, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi vài câu, hắn cũng không để ý đến việc mình thể hiện sự vô tri của mình trước mặt thuộc hạ. Đương nhiên, giới hạn trong tình huống này, giới hạn đối với Karen. Đây giống như đoàn du lịch một người, người cầm roi là du khách đến đây tham quan, mà Karen thì là hướng dẫn viên. Trong quá trình giải thích, Karen cố gắng tóm tắt sơ lược, làm nổi bật những điểm thú vị. Anh biết, Verdon không biết đánh trận, tâm trạng không khác gì với mình lúc vừa đến chiến trường, cho nên càng có thể nhận biết rõ ràng Verdon muốn nghe cái gì. Rốt cục thì chiến trận cũng đã bố trí xong xuôi. Sau đó là lúc tiếp xúc chính thức. Tập đoàn quân số 9 chia thành 4 nhánh tiến công về phía dãy núi Zuma. Phương thức tác chiến mở màn đầu tiên của hai bên vẫn là pháo kích tầm xa. Pháo ma tinh từ trước đến nay vẫn là niềm kiêu ngạo của trật tự thần giáo, nhưng khi đặt trước những công sự kiên cố của kẻ địch thì cũng không thể phát huy ra hiệu quả như trước kia. Quân phòng thủ có lực lượng để phản công đánh trả càng khiến cho hai bên rơi vào trong tình thế giằng co. Pháo ma tinh rất quý giá. Đoàn pháo binh từ trước đến nay được xem như là nơi an toàn nhất, xuất hiện thiệt hại mà trước đó chưa từng thấy. Khi ngươi phát hiện vị trí bắn pháo của đối phương để tiến hành áp chế và tấn công thì cùng lúc đó kẻ địch cũng đang làm chuyện tương tự. Bởi vì không thể tiếp xúc tiền tuyến quá gần, cho nên không thể biết rõ tình hình bên phía kẻ địch, nhưng có thể thấy rõ rằng pháo binh bên phía mình đang không ngừng bị tấn công. Verdon nói, ngươi đưa quân đoàn đòn roi kỷ luật của chúng ta đặt ở vị trí áp lực nhỏ nhất sao? Lực lượng tấn công từ xa của ba đoàn chính quy kia chịu thiệt hại rất lớn, nhưng phía quân đoàn đòn roi kỷ luật phía dưới thì áp lực rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Tần suất bị công kích của trận địa phía dưới cũng nhỏ hơn phía ba đoàn chính quy kia, mà vẫn luôn ổn định cung cấp lấy chuyển vận. Karen giải thích nói, chủ yếu là bởi vì quân đoàn đòn roi kỷ luật của chúng ta được trang bị tốt, hậu cần bảo hộ tốt. Tỷ lệ phân phối kim giáp long quy của pháo binh chúng ta rất cao, trong cuộc pháo chiến thế này thì long quy có thể cung cấp thêm sự cơ động và tính phòng ngự cho pháo binh. Tiếp theo đó, binh lính của chúng ta có tố chất tốt hơn, huấn luyện càng hoàn thiện hơn, chiến thuật cũng tân tiến hơn. Thật ra thì bên phía chúng ta phải đối mặt với áp lực lớn nhất, nhưng chúng ta có thể pháo kích tầm xa chuẩn xác hơn, cho nên nhìn vào thì chúng ta lại bị tấn công nhỏ nhất. Nghe đến đó, Verdon bưng ly rượu lên, nhấp một miếng.
nhân lực và trang bị của quân đoàn đòn roi kỷ luật là nhờ vào ai? Thành quả nghiệm thu tốt đến vậy để người cầm roi cảm nhận được niềm vui của nhà đầu tư. Chỉ có điều là người cầm roi cũng không biết, sức chiến đấu của pháo binh bên này mạnh như vậy là bởi vì chỉ huy pháo kích vốn là một vị tà thần. Quân đối phương mặc dù có công sự phòng ngự làm điểm tựa, nhưng bên phía quân đoàn đòi roi kỷ luật có Kevin bao quát bản đồ của cả chiến trường. Kẻ địch đang vận chuyển hỏa lực, vốn muốn cố ý che giấu, hoặc là tiến hành di chuyển trao đổi vị trí, nói tóm lại, có lẽ còn chưa kịp khai hỏa thì đã bị bắn hạ. Một lúc sau, phòng tuyến phòng ngự nghiêm ngặt bên phía chính diện biến thành bị động chịu đánh. Các loại khí cụ chiến tranh tầm xa được vận chuyển từ phía ba hướng phòng thủ khác đến để bổ sung nhằm cân bằng hỏa lực. Tuy nhiên tốc độ bổ sung thấp hơn tốc độ tiêu hao rất nhiều, ngược lại biến nó trở thành chiến thuật thêm dầu. Đây là cách thường dùng để chỉ phương pháp sử dụng các nhóm quân nhỏ để tấn công từng lần một, giống như thêm dầu vào đèn dầu, một lần không đủ, thêm nhiều lần không đủ rồi thêm nhiều hơn nữa. Mỗi lần đều không đủ, nhưng mà quan chỉ huy của địch đã điều động càng nhiều lực lượng tiến vào công sự tiến hành chờ đợi để phòng ngự, bọn hắn rất rõ ràng. Hỏa lực của trật tự đã áp chế phía bên này, như vậy thì tiếp theo đó có tỷ lệ rất lớn trật tự sẽ chọn nơi này làm điểm đột phá. Cuối cùng thì giai đoạn thứ hai cũng bắt đầu. Mặc dù ba đoàn chính quy kia không thể tạo ra sự áp chế trên mặt hỏa lực, nhưng vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, cùng quân đoàn đòn roi kỷ luật đẩy về phía trận địa của kẻ địch. Lúc này chiến trường trở nên náo nhiệt lên, thuật pháp sáng chói hoa lệ, trận pháp rền vang, yêu thú gào thét. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2763, ngươi là tương lai của thần giáo. 3. Cứ ngỡ như trong thời khắc này thì một vùng thế giới ở đây đã bị kéo vào một thời không hỗn loạn, bầu trời và mặt đất đều đang điên cuồng rung động. Chỉ có điều sự náo nhiệt này lại không cách nào làm người ta vui vẻ, bởi vì cơ sở cho sự tồn tại của nó là không biết bao nhiêu sinh mạng máu thịt. Ngay cả kỵ sĩ trật tự quý giá nhất cũng được sử dụng không hề kiêng kỵ, tấn công về phía trận địa kẻ địch. Nhìn từ trên cao xuống giống như là từng con địa long màu đen không ngừng hướng về phía dãy núi. Bọn họ mạnh mẽ, sắc bén như là đao nhọn, không ngừng đâm vào cơ thể kẻ địch, cắt ra một miếng thịt lớn, nhưng bọn cũng mỏng manh. Phía đối diện dù sao cũng là trận địa phòng ngự được bố trí tỉ mỉ của kẻ địch, có quá nhiều biện pháp có thể sử dụng để nhắm vào kỵ sĩ. Chiến mã vong linh không ngừng bị cắt chém, kỵ sĩ trên lưng ngựa thì cùng tan rã với bộ giáp trên người. Những thương vong này đang không ngừng tăng lên khi việc tiến công đang được tiếp tục. Nhưng ngay cả như vậy, trận địa của kẻ địch mặc dù bị đẩy vào bên trong một khoảng không nhỏ, nhưng chờ đến khi kẻ địch tan rã, trật tự vẫn còn cách thắng lợi một chặng đường rất xa. Người cầm roi tay cầm ly rượu nhì không chút run rẩy, nhưng mặt rượu phía trên đã nhộn nhạo những gợn nước. Mặc dù hắn không hiểu quân sự, nhưng đến lúc này, hắn cũng có thể đã nhìn ra nếu còn tiếp tục đánh nữa, ngoại trừ gây ra thêm thương vong thì rất khó để có tiến triển gì. Hắn cũng cực kỳ nghi ngờ, người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh mình này, chẳng lẽ là dùng loại phương thức vô cùng lỗ mãng này mà giành được thắng lợi vô tỷ lệ thương tổn vô cùng thấp lúc trước sao? Nhưng Verdon vẫn nhịn được, hắn kẹp lấy điếu xì gà mà Migo đưa đến, lúc Migo đưa xì gà cho Karen, Karen từ chối. Verdon nói, ta nhớ là ngươi biết hút. Karen đáp lời, ngươi cầm roi, bây giờ ta không hút được. Nói xong, Karen chỉ lồng ngực của mình, bây giờ ta đang rất đau lòng. Verdon nói, chiến tranh vốn là như vậy. Nói xong, Verdon liền đột nhiên cảm thấy buồn cười, thằng nhóc này đau lòng cái gì? Rõ ràng những thứ đang tiêu hao đều là vốn liếng mình vất vả kiếm được, thế mà mình còn đang an ủi hắn nên nghĩ thoáng một chút. Nghĩ thoáng một chút để tiếp tục phá của ta sao? Kẻ địch bắt đầu dần dần co vào trong trận địa phòng ngự, dùng vô số biện pháp để cố cản trở và sát thương phe tấn công. Mà phe tiến công vẫn đang không ngừng đẩy chiến lực trong tay mình đến, giống như là một dân cờ bạc nóng đầu, không tiếc vốn gốc, nhất định phải theo tới cuối cùng. Trận chiến này cũng từ buổi sáng mà kéo dài đến hết buổi trưa, tới gần hoàng hôn. Trên chiến trường, có thể thấy được khí cụ chiến tranh bị hư hại và thi thể không trọn vẹn ở khắp nơi, nhưng theo trình tự tiến công, chẳng những không có giảm xuống, ngược lại vẫn còn tiếp tục tăng lên. Verdon từ chối đề nghị dùng cơm của Migo, hắn ăn không vào. Nhưng hắn vẫn chịu đựng không can thiệp gì vào việc chỉ huy.
của Karen. Cho dù vài lần Karen muốn giải thích nhưng cũng bị Verdon trực tiếp ngắt lời, ngươi là chỉ huy, ta chỉ ngồi nhìn. Trong lòng Karen thật đúng là rất cảm động, nhà đầu tư giống như thế này. Thật đúng là hiếm thấy trên đời, cấp trên như vậy thì càng hiếm thấy hơn. Càng suy nghĩ, Karen cảm thấy tính cách của đại tế tự cũng sẽ như vậy, bằng không cũng không có khả năng dẫn dắt ra được một người lãnh đạo ưu tú như Verdon. Lúc Karen rời khỏi La Giai, Rasma đang ngồi tù ở đấy. Cho nên Karen không có cảm nhận được trật tự thần giáo dưới sự quản lý của Rasma, nhưng chuyện này cũng không có gì mà tiếc nuối, bởi vì anh thật rất thích trật tự thần giáo dưới sự quản lý của Norton. Từ Hồng Y giáo chủ Chris, đến đoàn trưởng Dan, đến người cầm roi, trên người bọn họ đều có đặc điểm mà mình có thể cảm nhận được, thậm chí là ngay cả Maureen đi phản loạn. Lúc trước thiếu chút nữa bà ta nổ chết mình và Neil, nhưng Karen vẫn đưa thi thể của bà ta về, cho bà ta cơ hội có thể được thức tỉnh, bởi vì ở trên người bà ta cũng có đặc điểm tương tự. Trước bối cảnh chư thần trở về, trật tự thần giáo có những người lãnh đạo như thế này thì đó là sự may mắn của trật tự. Trên vị trí đài chỉ huy nơi dãy núi Zuma, quan chỉ huy cao nhất của nơi này đến bây giờ vẫn đang chau mày. Đám thuộc hạ bên cạnh mình đang cảm thấy vô cùng vui sướng và hân hoan đối với sự tấn công cố chấp đến mu muội này của trật tự, nhưng sự lo lắng trong lòng hắn càng lúc càng dày đặc. Hắn không thể nào hiểu được vì sao bên phía trật tự lại đánh như vậy. Nhưng hắn càng tin chắc rằng vị quan chỉ huy hết sức trẻ tuổi với lý lịch vô cùng ngăn nắp ở phía đối diện kia tuyệt đối không phải một tên ngu xuẩn. Nhận được báo cáo phía trước quan sát thấy một con băng xương cự long hoàn toàn trưởng thành đang bay lượn trên không trung. Rất dễ để đoán được đó là vật cưỡi của ai, huống hồ vị kia còn vừa mới tham gia cuộc đàm phán hòa bình ở sa mạc. Cho nên, bây giờ vị sĩ quan chỉ huy này chỉ có thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho tình hình bây giờ. Người trẻ tuổi kia vì nóng lòng thể hiện trước cấp trên của mình cho nên lúc này đầu óc mới mê muội. Bản thân người cầm roi chính mình cũng không nghĩ tới, việc mình đến đây thế mà còn có thể tạo ra tác dụng đánh lừa kẻ địch trên chiến trường. Theo mức độ nhất định cũng đã trợ giúp cho kế hoạch của Karen tiến hành. Mà lại bởi vì sự xuất hiện của hắn, đoàn trưởng của ba đoàn chính quy kia phải trơ mắt nhìn xem binh sĩ của mình không ngừng tử thương, nhưng không dám hỏi thăm Karen có nên dừng việc tấn công điên cuồng lại không. Chương 2764, ngươi là tương lai của thần giáo, 4. Bộp, Neil mở một bình thuốc dùng cho thú ra, đổ vào miệng của chiến mã vong linh mình đang cưỡi, sau khi đổ được một nửa thì hắn lại cầm lên, tự uống mấy ngụm. À, trong mắt Neil bất ngờ mừng rỡ, giống như là phát hiện lục địa mới. Mình đã sớm bị kháng thuốc đối với mấy loại dùng cho người, lúc trước sao lại không nghĩ đến dùng loại dành cho thú nhỉ? Ở phía sau hắn có một đội vẫn đang nghỉ ngơi không tham gia vào việc tiến công từ lúc chiến trận bắt đầu cho đến giờ. Cả đội đang bắt đầu cho chiến mã của mình ăn các loại thuốc với tác dụng phụ rất lớn, đồng thời, chính bọn họ cũng bắt đầu dùng những thứ thuốc đặc biệt. Bá tước Rika nhìn về phía Neil, chờ đợi mệnh lệnh của Neil. Thật ra trước đây bá tước Rika đã hỏi Neil để thăm dò, nhưng đều bị Neil lấy lý do thời cơ còn chưa chín muồi mà từ chối trả lời. Bá tước Rika không hy vọng vốn liếng của thiếu gia nhà mình tiếp tục hao mòn ở nơi dãy núi này. Dù gì thế nhưng Karen là con rể của nhà Ellen, hắn có góc nhìn của một vị trưởng bối, mặc dù không dám có quá nhiều. Nhưng Neil cũng không quan tâm đến những việc này, hắn chỉ muốn một chiêu chiến thắng, nếu không thì tất cả những cố gắng và hy sinh trước đó đều không có ý nghĩa. Rốt cục, Neil rút thanh kiếm Diamonds của Karen ra. Không có diễn thuyết trước cuộc chiến, không hề động viên, chỉ đơn giản là giơ kiếm, sau đó thúc chiến mã dưới hông bắt đầu tiến công. Đội quân này lập tức đi theo phía sau Neil. Móng ngựa để lại một chuỗi dài lửa vong linh trên mặt đất, giống như là một thanh lưỡi hái của tử thần, bỗng nhiên chém về hướng trái tim của kẻ địch. Sự xuất hiện của đội quân này bỗng nhiên phá hư sự giằng co đang diễn ra giữa hai bên, chiến trường cục bộ đột nhiên bị đánh phá. Để quân phòng ngự vốn cũng đang mệt mỏi cũng không cách nào tiến hành ngăn cản, chỉ có thể mặc cho nhánh quân địch này xuyên thủng qua từ phòng tuyến của bọn hắn. Mà nhánh quân địch này cũng không muốn mở rộng chỗ thủng để tìm cơ hội tiếp ứng với quân chủ lực, bọn hắn chỉ hướng về phía trước, mục tiêu là khu vực trung tâm nhất. Trong lều chỉ huy, Vall nhìn thấy quạ đen bay vào, cô nói với phu nhân Gandiro ở bên cạnh, có thể bắt đầu. Phu nhân Gandiro đặt một viên pha lê lơ lửng ở trước mặt Rachel, Rachel từ từ mở mắt ra,
chỉ có điều trong ánh mắt đều toàn là sự mờ mịt. Để ngọn thương tội lỗi tiến vào trạng thái yên lặng. Đồng xu Varax ở trên đầu Rachel trên phát ra ánh sáng, để ánh mắt Rachel từ mờ mịt càng trở nên rải ra. Cô ta nhẹ gật đầu, yên tĩnh đi. Đài chỉ huy. Quan chỉ huy tối cao bên phía Varax thần giáo nhận được báo cáo tiền tuyến. Không, đứng ở vị trí này của hắn thì dùng mắt thường đã có thể trông thấy những vệt màu đen đang nhanh chóng đánh về hướng này. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Ngươi thật sự để ta cảm thấy thất vọng đấy. Mình vốn cho rằng người trẻ tuổi ở phía đối diện kia sẽ là một đối thủ rất khó dây dưa, mình cũng đã chuẩn bị cẩn thận. Nhưng lúc giao chiến thật sự sao lại cảm thấy toàn là sự ngây thơ của một người trẻ tuổi mà thôi. Các quan chỉ huy của quân đoàn đại địa và sinh mệnh trước đó đã thua dưới tay của người trẻ tuổi. Này rốt cuộc phải ngu xuẩn đến giường nào? Thưa ngài, thế công của kẻ địch ở các hướng khác vẫn rất mạnh, cần một chút thời gian để quân của ta ở những hướng khác quay trở về. Có nên phái đội dự bị ra để chặn đánh không? Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, điều đội dự bị đến sợ là cũng không ngăn được bọn hắn. Nếu như hai bên ở cùng một chỗ thì ngược lại sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của ngọn thương tội lỗi. Ha ha, nếu bọn hắn đã đợi mưa lâu như vậy để đánh cược vào trên tia sét này, vậy ta sẽ để người trẻ tuổi kia nhìn xem, tia sét này của hắn sẽ bị chúng ta bóp tắt nhẹ nhàng dường nào. Truyền lệnh xuống, dọn dẹp chướng ngại trên đường, ra lệnh cho lực lượng tiền tuyến không cần ngăn cản, để cho nhánh quân này tiến vào. Ta muốn dùng ngọn thương của giáo ta để rửa trôi tội ác của trật tự. Vâng, thưa ngài. Vâng, thưa ngài. Neo dẫn theo đội đột kích đang dùng tốc độ nhanh nhất để tiến công. Neo ở phía trước nhất cảm nhận được lực lượng ngăn cản của đối phương đang giảm đi. Chướng ngại phía trước cũng đều bị rời bỏ, giống như là cố ý mở đường cho phía bên mình. Ha ha. Đây là đang muốn sử dụng sức mạnh của thần khí để dọn dẹp sao? Bình thường nếu đổi lại là bất cứ một quan chỉ huy nào có đầu óc bình thường vào lúc này đều sẽ cảm giác được sự bất thường. Dựa theo bản năng mà ý thức rằng phía trước có lẽ sẽ có một cạm bẫy lớn, nhưng cho dù lực lượng đột kích này tiếp tục duy trì thế công mà không đổi thì kẻ địch cũng có thể hiểu được. Dù gì thì trận chiến cũng đã đến giai đoạn này, tất cả mọi người không còn đường sống để quay đầu lại. Cho dù biết rõ phía trước có vấn đề, cũng phải tiếp tục kiên trì lao đến. Ánh sáng lấp lóe, một cột sáng xuất hiện ở khu vực trung tâm, ở trên màn trời tựa như lại trở về lúc hoàng hôn. Một ngọn thương kích cỡ khổng lồ hiện lên phía trước đội đột kích, khí tức chết chóc tràn ngập trong nháy mắt. Trên mặt những thần quan bên phía Varax thần giáo đã tràn đầy vẻ mong đợi, chờ đợi cảnh tượng tín đồ trật tự ở phía trước bị tiêu diệt. Là thần khí, Migo phát ra tiếng hô kinh ngạc, bọn hắn đặt thần khí ở trên trận địa. Ngọn thương tội lỗi là thần khí mang tính tấn công và tình trạng cũng tương đối hoàn hảo, là thần khí có phẩm cấp khá cao, uy lực mà nó có khả năng phát động tất nhiên cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Kêu bậy cái gì? Verdon trừng mắt liếc nhìn vị thư ký này của mình, Migo lập tức rụt cổ một cái, lui lại nửa bước. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2765, ngươi là tương lai của thần giáo, 5. Trước kia, trong lòng người cầm roi còn có một chút lo lắng, đau lòng và không hiểu, hiện tại, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì sự xuất hiện của thần khí, bởi vì khi thần khí xuất hiện thì hắn chú ý đến Karen đã thở phào nhẹ nhõm. Uy, lực của thần khí đã chút xuống. Mặc dù gần như toàn bộ người trong đội đột kích đã dùng thuốc kích thích tinh thần, nhưng khi thần khí bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, trên mặt của phần lớn người cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng và đau khổ, chỉ có điều là không ai dừng bước và lùi lại. Trong lòng Neo cảm thấy không chút hồi hộp nào, cũng giống như Karen, sau khi trông thấy ngọn thương tội lỗi thì trái lại hắn càng dễ chịu hơn. Lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra cảnh mình và người nhà Aisen cùng nói chuyện tán gẫu chuyện trời đất. Neo nhớ rằng Aisen đã nói ra một câu cực kỳ thích hợp để dùng ở chỗ này. Neo hô, các tín đồ trật tự, đã đến lúc thần trật tự thử thách chúng ta. Thần trật tự vĩ đại đã mở ra con đường bằng phẳng để chúng ta tiến lên, để chúng ta đi theo bước chân của ngài, tấn công. Một bầu không khí bi tráng tràn ngập ở chỗ này. Trên mặt của không ít thần quan Varax thần giáo đều thu hồi vẻ châm chọc lại, trở nên nghiêm túc, mặc kệ kết cục như thế nào. Dũng khí và sự hy sinh của các tín đồ trật tự đã thể hiện trên chiến trường khiến cho đối thủ là bọn hắn cũng không thể không tôn trọng. Nhưng rất nhanh,
loại cảm giác chiến thắng này bỗng chốc biến mất. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện rằng quân địch càng ngày càng gần, gần như đã xông đến trước mặt, thế nhưng ngọn thương tội lỗi lại còn chưa có bất cứ động tĩnh nào. Còn gì mà châm chọc, kính trọng, tôn trọng nữa chứ, những tâm tình này đều biến mất, chỉ còn lại sự hoảng sợ chân thật nhất. Xong, bọn hắn xông tới rồi, xong rồi. Đội đột kích xông vào khu vực trung tâm nhất của trận địa phòng ngự. Nơi này là điểm quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống phòng ngự, tập trung các công sự, trận pháp phòng ngự, cứu chữa thương binh, thông tin liên lạc, nhân viên điều hành. Bao gồm cả trạm định vị trận pháp dịch chuyển liên quan đến một nửa trụ sở tiếp tế hậu cần của liên quân đều ở nơi này. Nó vốn nên là nơi kiên cố nhất, khó bị uy hiếp nhất, nhưng bây giờ nó lại yếu ớt và mỏng manh nhất. Những nhân viên, trận pháp sư, thuật pháp sư, mục sư ở đây, bao gồm cả thương binh, khi bọn hắn đối mặt với một đội kỵ binh trật tự xuất hiện thì cũng chỉ có thể chờ chết. Bên ngoài chiến trường bỗng nhiên chìm vào trong sự yên tĩnh ngắn ngủi. Sự yên tĩnh này để cho người cầm roi cũng không nhịn được tò mò mà nhìn xuống phía dưới. Trong thời khắc này tựa như nhịp tim của rất nhiều người cũng đã chậm nhịp. Thời gian giống như đã qua rất lâu, nhưng hình như lại rất ngắn. Giống như là một người bỗng nhiên co giật, lại được cứu lại, bắt đầu khôi phục cảm giác cơ thể. Đây là phản ứng sau khi khu vực trung tâm bị phá hủy, lan đến gần trận địa bên ngoài. Kẻ địch đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà bắt đầu tan tác, có số đang rút lui trở về. Có số thì đang di chuyển đột phá, có số lựa chọn thủ vững sau khi mất đi sự che chở của quân mình. Bên phía trật, tự sau khi trải qua cuộc ác chiến gần cả một ngày, đối mặt với cục diện đang nhanh chóng ngả về phía mình. Ý chí chiến đấu lại tràn đầy, quan chỉ huy của từng quân đoàn và từng sĩ quan cấp dưới gần như tập thể ra lệnh tiến công đẩy về trước. Chiến trường lại sôi trào một lần nữa, chỉ có điều là lần này chỉ có sự hân hoan của phía trật tự. Thắng! Chúng ta thắng! Thắng rồi! Migo nắm chặt hai nắm tay không để ý đến hình ảnh chức vị của bản thân mà bắt đầu gieo hò. Giờ này khắc này, cho dù là người ngoài nghề thì cũng có thể thấy rõ ràng rằng cán cân của chiến dịch này đã lệch sang một bên. Sau khi gieo hò, Migo vẫn không quên nhớ đến tin tức mà trước đó nghe được khi Karen giới thiệu chiếc cuộc cho người cầm roi. Hoặc là nói là do quá hưng phấn đã để hắn quên mất tin tức này là nghe được từ đâu, Migo nói với người cầm roi. Sau khi đánh xong trận này, hậu cần của liên quân sẽ bị rung chuyển, việc này sẽ ảnh hưởng đến toàn cục của cuộc chiến. Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, mím môi, lúc này mới cảm thấy mình khát nước, anh cúi đầu xuống, muốn tìm nước uống, lại trông thấy một ly nước được đưa đến trước mặt mình. Lúc đưa tay nhận lấy, Karen tưởng rằng Migo đưa cho mình, sau đó mới sửng sốt vì phát hiện người đưa nước là Verdon. Thật đáng tiếc, ta mất đi một người đánh xe ngựa trẻ tuổi biết ăn nói, như vậy thì sau này lúc đi đường sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, có thêm không ít buồn tẻ và vô vị. Rất may mắn, thần giáo có thể có được người trẻ tuổi giống như ngươi, từ trên người ngươi ta có thể nhìn thấy được. Verdon vốn muốn nói là nhìn thấy được cái bóng trước đây của đại tế tự. Nhưng lời này không phải có thể tùy tiện nói ra, cho nên hắn gần như là vô thức muốn chuyển đổi thành nhìn thấy cái bóng của mình lúc còn trẻ. Thế nhưng là mình khi còn trẻ vốn cũng không biết đánh trận, nói như vậy ngược lại sẽ có chút khó coi. Thấy được tương lai của trật tự thần giáo chúng ta. Cảm ơn ngài đã khích lệ, người cầm roi. Cầm roi, vì trật tự. Tinh thần của Karen cũng là có chút uể oải, câu khẩu hiệu kia vốn nên mạnh mẽ đanh thép lần này nói ra cũng có hơi cầu thả. Anh cầm ly nước lên, muốn uống nước, nhưng cổ tay lại bị người cầm roi bắt lấy. Karen hơi nghi ngờ một chút nhìn về phía người cầm roi, đã thấy người cầm roi xoay người, lấy ra một mảnh vảy của Augie ở phía dưới. Để vào trong ly nước của Karen, vảy của băng xương cự long có mang hơi lạnh, mặt nước trong ly lúc này cũng có xương trắng bốc lên. Ta nhớ là ngươi thích uống nước đá. Chương 2766, chọn 1-1. Bình thường thì Karen sẽ không uống ly nước lạnh này. Cái miếng vảy rồng trong ly giống như là một cọng tóc gáy của Augie. Nhưng mà trong tình huống lúc này, Karen không có lựa chọn nào khác. Bưng ly nước lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong đặt ly xuống, Karen chủ động cầm bình rượu lên, rót thêm rượu đỏ vào ly của người cầm roi. Verdon dùng đầu ngón, tay nhẹ nhàng lướt qua ly rượu nhưng không bưng lên. Ngay sau đó, hắn đi về phía bên còn lại của lưng rồng, Karen đi theo phía sau. Đang rất thưởng thức ngươi,
hắn cho rằng ngươi chịu thiệt thòi khi ở trong đòn roi kỷ luật của ta, muốn điều ngươi vào kỵ sĩ đoàn của hắn, ngươi nghĩ sao? Thuộc hạ chỉ muốn ở lại đòn roi kỷ luật. Là bởi vì Verdon ta đang đứng trước mặt ngươi sao? Không, là bởi vì người cầm roi đang đứng trước mặt thuộc hạ. Ha ha, đại tế tự vốn muốn gả Dina cho ngươi, để ngươi làm con rể của ngài ấy. Người cầm roi, ta đã có vị hôn thê, tình cảm của chúng ta rất tốt. Ừm, cho nên ta đã từ chối giúp ngươi. Cảm ơn ngài, người cầm roi. Ngươi có năng lực lại còn trẻ tuổi, không thiếu con đường để leo lên, cái thân phận con rể của đại tế tự này. Đối những người khác mà nói thì là thứ tốt, nhưng đối ngươi mà nói, thật ra hại lớn hơn lợi. Xuất thân sạch sẽ, thật ra rất tốt, càng lên cao thì càng trở nên quý giá, đừng vì thế mà chà đạp nó. Ngài thật sự quá khen rồi, người của thần điện đã tiếp xúc với ngươi rồi nhỉ? Đúng vậy, đã hỏi vài câu, câu trả lời của ngươi rất không tệ, hai bên đều đúng. Thuộc hạ, không cần phải giải thích, vốn hẳn phải làm như vậy. Bên phía thần điện, ngươi cũng không cần quá bài xích, tiếp xúc bình thường là được. Nói như thế nào đây, giai đoạn hiện tại bởi vì đại tế tự của chúng ta, thần điện muốn làm ra chuyện gì thành công đã rất khó, nhưng bọn hắn vẫn như có năng lực để phá hư chuyện, ngươi hiểu chứ? Vâng, thuộc hạ đã rõ. Tốt, ta cũng nên đi rồi. Ngài không đến lều chỉ huy để ngồi một chút sao? Ý của ta là tất cả mọi người rất chờ mong được lắng nghe lời dạy bảo của ngài. Không cần, ta vốn chỉ là tùy ý đến đây để nhìn xem, nội dung nhìn thấy hôm nay đã phong phú đến mức vượt qua sự mong đợi của ta. Đại cục ở phía dưới mặc dù đã được định đoạt, nhưng rốt cuộc trận chiến còn chưa đánh xong đâu, ngươi chắc chắn sẽ rất bận bịu. Verdon đưa tay, vỗ vỗ bả vai Karen, mặc dù ta tận mắt thấy ngươi đánh thắng trận này, nhưng cái nhìn của ta vẫn không đổi, lúc cần thiết, thấy tốt thì lấy. Ngươi có thể tiếp tục đánh thắng trận, nhưng dựa theo cơ sở này, chỉ cần nếm mùi thất bại thì sẽ dễ dàng làm bẩn cái lý lịch vốn đang rất ngăn nắp đẹp đẽ của ngươi, lỗ vốn. Vâng, ngươi cầm roi, ta đã biết. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phản bác ta, biện minh rằng mình không tiếc gì vì sự nghiệp của trật tự chứ. Ta hiểu ý của ngài, một vài thời điểm, học được cách giữ mình, cũng là để sau này cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp của trật tự. Verdon sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười cười. Không, ta là sợ ngươi nếu tiếp tục đánh thắng trận thì sau khi cuộc chiến này kết thúc thì ta sẽ không có chức vị thích hợp để cho ngươi, hoặc là ta đem vị trí của ta đưa ra để cho ngươi ngồi. Ngài nói đùa rồi. Ha ha, cũng chỉ có vài vị trí như vậy thôi, không có cái nào trống, không chỉ phía trên có người ngồi, bên cạnh càng là có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đang chằm chằm. Cho dù ta là người cầm roi, muốn kiếm ra được một chỗ trống cũng không dễ dàng, ngươi có ý nghĩ gì không? Ngược lại thuộc hạ cảm thấy tiếp tục làm trưởng khu sau cuộc chiến cũng rất tốt, có thể rèn luyện thêm, làm việc trên cao ngược lại sẽ càng vướng tay vướng chân. Rèn luyện? Verdon nhìn thoáng qua Karen, tức giận nói, ngươi cũng đã biến đại khu thành phố York thành vườn hoa của riêng mình rồi, ở nơi đó ai còn có thể rèn luyện ngươi? Ngươi cầm roi, thuộc hạ là vì thúc đẩy việc cải cách. Verdon khẽ vuốt hàm dưới của mình, xem đi, chờ đến lúc chiến sự sắp kết thúc, ta sẽ sắp xếp, nhìn xem phía dưới có vị trí nào thích hợp với ngươi. Vị nào nên nhường chỗ, đã lâu rồi không có mài răng, cũng không biết được răng lợi còn có sắc bén hay không. Một phen đối thoại này, sớm đã khiến cho Migo ngồi bên cạnh nghe mà thấy choáng váng. Hắn thật sự chưa hề nghĩ đến có một ngày người cầm roi có thể nói chuyện với một thuộc hạ như vậy, nói đến việc sắp xếp chức vị ngay thẳng như thế. Cũng không biết tiếp theo vị nào sẽ gặp nạn, bị ép chuyển vị trí sau khi quân đoàn trưởng Karen trở về báo cáo công tác sau cuộc chiến tranh. Hô! Trong lòng Migo thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫn may là chức vị thư ký của mình cấp bậc thấp, nếu không, hắn thực sự cảm thấy Karen hợp với vị trí thư ký này hơn mình, cũng chẳng trách hai vị thư ký đứng trước mình kia sẽ ngã quỵ trong việc liên quan đến Karen. Bị đưa vào trong miệng Augie làm đồ ăn vặt, đây thật sự là sự chênh lệch quá lớn trên phương diện năng lực chuyên nghiệp. Tốt, ngươi đi mau đi. Verdon lên xe ngựa của mình. Sau khi Migo dọn dẹp đồ đạc xong, trước lúc lên xe cũng nở nụ cười nhiệt tình với Karen. Hắn biết rằng Karen vốn đã được người cầm roi chọn để kéo vào tổ chức của những thành viên trực hệ. Mà lần này, gần như đã chỉ rõ là kéo Karen vào trong vòng trung tâm của mình mà lại xếp ở trên cao, kết hợp với tuổi tác của Karen. Migo là thư ký đều không thể không cho rằng
người cầm roi là đang dự định chọn Karen để bồi dưỡng làm người kế nghiệp mình. Cho nên người ngoài và những người khác trong hệ thống, khi nhìn thấy sự sắp xếp nhân sự của người cầm roi dành cho Karen sau cuộc chiến thì chắc chắn cũng đều sẽ nghĩ theo hướng kia. Lúc trước không cần tiếp xúc, chỉ nhìn vào lý lịch của Karen thì đã cảm thấy tốc độ thăng tiến của người trẻ tuổi này quá kinh người. Sau khi tiếp xúc, Migo phát hiện nhận thức của mình vốn vẫn còn quá bảo thủ. Karen gọi Connor đến để rời khỏi lưng của Augie. Connor nhảy nhảy nhót nhót từ chỗ đầu của Augie đến, ôm theo trước ngực một đống vảy rồng, mà vảy rồng ở phần đầu nhiều tinh hoa hơn nên màu sắc càng đậm hơn. Ngươi lấy nhiều như vậy làm cái gì? Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2767, chọn 1, 2. Ngâm nước cho ngươi uống, trả lại Augie đi, ta không cần. Rồng đần nhiều vậy, cũng sẽ không để ý, không có chuyện gì. Nói xong, Connor hóa thành cốt long. Karen bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến phía sau lưng Connor. Augie quay đầu rồng, nhìn lướt qua Karen và Connor, trong mắt có một vẻ ai oán. Migo cũng ngồi vào trong xe ngựa, đóng cửa xe, khi hắn cầm lấy chăn lông để đắp lên đầu gối giúp người cầm roi. Người cầm roi nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, Karen đứng ở trên lưng cốt long đang rời đi xa, nói, ta vẫn không thích hắn. Migo trầm mặc không dám phụ họa, bởi vì hắn thật sự nhìn không ra một chút dáng vẻ nào là người cầm roi không thích Karen. Nhưng Verdon đang nói lời trong lòng, bởi vì thuộc hạ giống như Karen, thân là cấp trên. Cho dù đề bạt hắn thì ngươi cũng không thể có chút cảm giác thành tựu nào, bởi vì hắn tựa như cũng không cần ngươi bồi dưỡng, hắn đã tự bồi dưỡng mình rất khá. Việc cần phải làm chỉ đơn giản là từng bước đề bạt hắn, sau đó tạo ra một hoàn cảnh mà hắn cần. Loại cảm giác này gần như giống với lúc mình đi theo Đại Tế Tự những năm tháng trước đây. Mình chỉ cần đứng sau lưng Đại Tế Tự, nghe theo Đại Tế Tự dặn dò, làm tốt chuyện mình được sắp xếp, tất cả sẽ phát triển tiếp theo chiều hướng tất nhiên. Nếu như trong hai người này thiếu bất cứ một ai, Verdon cũng sẽ không có loại cảm giác này, hết lần này tới lần khác thì cả hai đều xuất hiện. Điều này để Verdon có chút ngán. Phía bên mình vừa đưa lên báo cáo, phía dưới lại đến thêm một cái, không để mình nghỉ ngơi một chút nào. Ai, hầu hạ xong già, còn phải hầu hạ nhỏ. Migo nghe được câu nói này, sắc mặt không thay đổi, động tác rót rượu cũng không thay đổi, nhưng thần cơ thể ở dưới thần bào lại nhẹ run rẩy. Có mấy lời, hắn nghe không hiểu, sẽ bị mắng. Có vài lời, nếu hắn dám nghe hiểu, sẽ chết. Vẫn may là người cầm roi không có tiếp tục nói hết, mà là hai mắt nhắm lại. Connor đáp xuống đất, Muri lập tức bước đến đón, bắt đầu báo cáo tình hình mới nhất trên chiến trường. Nói một cách tổng thể thì cùng với một đòn chí mạng của Neo, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Varax thần giáo ở dãy núi Zuma đã sụp đổ. Trước mắt thì toàn bộ tập đoàn quân đều đang nhanh chóng đẩy về trước, kẻ địch đã không có sức chống cự, bắt đầu di chuyển phân tán để phá vòng vây. Chuyện này cũng không kỳ lạ, quân đội càng ỷ lại vào trung tâm chỉ huy. Một khi đã mất đi cái trung tâm này thì sẽ lập tức trở nên cực kỳ yếu ớt, ưu điểm và khuyết điểm có đôi khi cũng chỉ cách nhau một đường nhỏ. Tiểu đoàn trưởng Aizen đã đi mở lối để kịp cho quân đoàn tiến công, dẫn theo đội trận pháp sư cảm tử đột ngột giải trừ trận pháp phòng ngự phía ngoài trận địa của kẻ địch, bị trận pháp ảnh hưởng nên đang trong trạng thái hôn mê. Mặt khác, đội trưởng Đắc trong đội kỵ binh trọng thương hấp hối đang được cứu giúp. Karen giơ tay lên, bây giờ là lúc để ta nghe báo cáo thương vong sao? Không, thuộc hạ chỉ là trận chiến còn chưa đánh xong đâu, sự chú ý của ngươi không nên đặt ở đây. Vâng, quân đoàn trưởng. Tiếp theo các đội tiến công sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngọn thương tội lỗi kia vẫn còn ở đó, thuộc hạ cảm thấy nên sớm đưa ra phương án xử lý, nếu không sẽ dễ phát sinh biến cố. Để lão Saman dẫn đội thợ thủ công đi theo sau, trước hết hãy phong tỏa không gian bốn phía xung quanh món thần khí kia. Bóp chết khả năng mà bên phía Varax thần giáo có thể triệu hồi món thần khí này về từ xa, lại để cho Aizen. Để phó đoàn trưởng trận pháp sư dẫn người tiến hành phong ấn cơ sở ngọn thương tội lỗi lại, sau đó liên lạc kỵ sĩ đoàn. Yêu cầu bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà điều động thần quan của không gian phong ấn từ tổng bộ tới để thu món thần khí này về. Vâng, quân đoàn trưởng. Karen quay đầu, nhìn về phía ngọn thương đang ở nơi xa. Đáng tiếc,
món thần khí này đã bị công khai, chỉ có thể nộp lên trên. Lần sau nếu có cơ hội như vậy, mình có lẽ sẽ thử thu thần khí về cho mình. Năm đó Zik chỉ là một cái thuật pháp quan nho nhỏ đều đã chiếm đoạt thần khí, bây giờ điều kiện của mình tốt hơn hắn vô số lần. Quân đoàn trưởng, báo cáo về việc tại sao món thần khí này dừng hoạt động giữa chừng. Cái đó cũng không cần chúng ta viết, lúc phó đoàn trưởng Neo dẫn đội đột kích, cũng không có ngờ tới nó sẽ mất hiệu quả. Hiện tại, một ít chuyện không cần cẩn thận giống như trước đây, cái gì đều nghĩ đến muốn giải thích rõ ràng, sợ làm người khác nghi ngờ. Điểm đáng ngờ, cứ để đi. Lúc kỵ sĩ đoàn đến điều tra, ta là quân đoàn trưởng của tập đoàn quân, lúc đòn roi kỷ luật đến điều tra. Ta là trưởng khu đòn roi kỷ luật, dù sao cũng đều là tự mình điều tra mình, sợ xảy ra vấn đề gì. Những điểm đáng ngờ ở trong báo cáo, ngươi cứ việc sơ lược, nếu thật sự không biết phải giải thích thế nào, thì cứ viết vào một câu cảm thán, tất cả đều là nhờ sự phù hộ của thần trật tự. Sau khi Algie bay trở về trụ sở hậu cần tiếp tế thì biến trở về hình người, ngồi lên xe ngựa. Người cầm roi vẫn nhắm hai mắt như cũ, giống như là đang ngủ. Chỗ trán của Algie có một chỗ không có tóc, giống như là xuất hiện điểm hói. Migo đưa tay chỉ vào chỗ này trên đầu mình, Algie đưa tay sờ sờ, khu vực kia lập tức bị che lại. Xe ngựa lái vào trong trận pháp dịch chuyển, sau khi dịch chuyển liên tục mấy lần thì xe ngựa từ tiền tuyến trở về trước thần điện công vụ. Migo lên tiếng nhắc nhở, người cầm roi, đến rồi. Verdon mở mắt ra, thở dài, mình khó có khi ngủ được tốt như vậy, vẫn phải bị gián đoạn. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, hắn là làm đại biểu đi tiền tuyến đàm phán, sau khi trở về nhất định phải về báo cáo với đại tế tự. Lúc Verdon bước lên bậc thang, nhìn thấy Mobiteng đang đứng ở trên. Mobiteng mỉm cười nói, chúc mừng ngài, người cầm roi. Chương 2768, chọn 1, 3. Tốc độ, lan truyền của tin tức chắc chắn nhanh hơn xe ngựa. Chủ yếu là đoạn đường từ tập đoàn quân số 9 đến trụ sở hậu cần tiếp tế tiêu hao không ít thời gian. Điều này cũng khiến cho tin tức tương quan của chiến dịch đã truyền về trước. Trong mắt người ngoài, trận chiến này là do mình chỉ huy, ít nhất là do mình chấn giữ. Dù gì thì làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy, mình vừa đi thì quân đoàn trực thuộc của mình lại lập tức phát động một trận chiến dịch lớn mà lại lấy được chiến quả vô cùng tốt. Đối với sự hiểu lầm này, Verdon cũng lười giải thích. Hắn chỉ đáp lại một câu đơn giản với Mobiteng, cảm ơn. Ngay sau đó, Verdon lại bổ sung một câu, cũng chúc mừng cháu của ngươi. Neo vẫn luôn giữ một chức phó chỉ huy không để người ngoài biết, bởi vì thân phận của hắn là Karen tạo ra giúp. Mà chức vị chính lúc vẫn còn là đoàn dân binh của đại khu thành phố York thì là Muri làm đoàn trưởng, sau khi thăng cấp lên quân đoàn đòn roi kỷ luật. Quân đoàn trưởng do Karen đảm nhiệm. Chờ đến khi Karen thăng lên làm quan chỉ huy tập đoàn quân thì Muri cũng tự nhiên đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng. Chiến tích lý lịch của Karen cực kỳ lóa mắt. Phía dưới Karen, Muri vẫn luôn làm con rối và quản gia trong quân đội nhưng tốc độ thăng tiến cũng rất đáng kinh ngạc. Trên mặt Mobiteng lộ vẻ ngượng ngùng, đúng thế. Verdon nói, ta cảm thấy lúc nào đó ngươi nên tìm cơ hội để đi xử lý quan hệ giữa mình và đứa cháu kia. Gia phong tất nhiên rất quan trọng. Nhưng ta sợ nếu ngươi còn không xử lý, hắn có thể tự lập một cái gia tộc mới. Thân là người cầm roi, chuyện riêng tư của gia tộc nếu Verdon muốn biết thì không chuyện gì có thể giấu được. Mobiteng nhẹ gật đầu, ngài nói đúng, người cầm roi. Kết thúc đối thoại, Verdon tiếp tục đi vào trong, bởi vì là đêm xuống, cho nên cảnh tượng nhân viên truyền tin thông báo lúc ban ngày cũng đã ngừng. Lúc này, trong thần điện công vụ chỉ có hai người, một là Norton, một người khác cũng là Norton. Một đại tế tự đang phê duyệt một chồng văn kiện rất dày, một đại tế tự khác thì ngồi ở chỗ dòng nước chảy quanh mà xem sách. Verdon đi đến phần đất ở giữa dòng nước, đại tế tự. Đại tế tự để điếu xì gà trong tay xuống, nhìn xem Verdon, cười nói, như thế nào, đi chơi có vui không? Tốc độ tin tức truyền về quả thật rất nhanh. Truyền về cũng không chỉ là tin tức, ngay cả câu chuyện cũng được dệt ra theo. Verdon ngươi tự mình đốc thúc chỉ đạo một trận chiến dịch lớn thắng lợi. Bây giờ có người bảo rằng trong thần giáo chúng ta, không chỉ có người trong kỵ sĩ đoàn biết đánh trận, mà là ở trong đòn roi kỷ luật cũng có. Mặt khác, ta xem báo cáo Dan gửi cho ta, sau khi dãy núi Zuma bị triệt hạ, trong một khoảng thời gian rất dài tiếp sau thì tiếp tế hậu cần của liên quân sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn.
Ta cũng bởi vậy mà phê chuẩn đề nghị của Đan phát động một đợt tấn công quy mô lớn. Đại tế tự, ngài biết mà, sao ta biết đánh trận, lúc ta đến, ngay, cả cái nghi thức hoan nghênh cũng không có, thật sự là đúng lúc, chiến sự bắt đầu, ta ngồi ở phía trên quan sát. Có đẹp mắt không? Không đẹp mắt, nhưng làm lòng ta rất đau đớn. Ha ha, ngươi đấy, cũng đúng, ngươi bỏ hết vốn liếng vì cái quân đoàn kia, đau lòng cũng là chuyện bình thường. Chủ yếu là ngay từ đầu không hiểu, sợ chiến sự không thuận lợi, tốn công hao tổn lực lượng. Đợi đến khi cán cân của chiến sự nghiêng xuống, trong lòng mới yên tĩnh lại, chỉ cần có lợi cho đại cục, thì những hy sinh đó đều đáng giá. Nhìn xem, đúng là tiểu Verdun của chúng ta không hiểu chuyện A, để người cầm roi của chúng ta lo lắng không công, hoảng sợ lâu như vậy. Hắn làm rất khá, là một nhân tài, không, năng lực hắn biểu hiện ra đã không thể dùng nhân tài để hình dung, ta cảm thấy bây giờ đối với thần giáo thì hắn đã có giá trị không thể coi thường. Đan cũng đã nói lời tương tự, trong báo cáo lần này, hắn lại đưa ra ý nghĩ muốn điều người sang, ta thật có chút xấu hổ khi tiếp tục từ chối. Đại tế tự, ngài có thể để hắn đến gặp ta trực tiếp. Không được, vẫn là để ta giúp ngươi đùn đẩy đi, đến lúc đó ta sợ hai người đánh nhau, bây giờ còn đang đánh trận, ta cũng không hy vọng có tin đồn rằng đòn roi kỷ luật và kỵ sĩ đoàn nội chiến. Nhưng mà có lời ngươi nói rất đúng, người của đòn roi kỷ luật, nếu là đều hao tổn trên chiến trường thì quả thật nên đau lòng. Mặc kệ như thế nào, sau cuộc chiến vẫn cần dựa vào bọn hắn quay lại làm việc. Đại tế tự, ta không có ý tứ này. Là ta có ý này, chờ sau khi cuộc tiến công mà Đan phát động kết thúc thì triệu tập quân đoàn đòn roi kỷ luật kia về đi. Nếu muốn luyện binh, vậy thì sau khi có thành tích tốt thì nên rút về, không cần thiết tiếp tục bày binh ở tiền tuyến, cũng nhường lại vị trí cho những đoàn tiếp sau đi rèn luyện. Đại tế tự, ngài đang chuẩn bị kết thúc chiến sự này rồi sao? Còn sớm để thật sự kết thúc, nhưng đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Norton buông quyển sách trên tay xuống, hơi nhích người về sau, dù gì thì cũng là một cuộc chiến tranh, không có khả năng nói dừng là dừng, vẫn phải mở màn trước. Đây cũng là chuyện do đám người Chris phụ trách. Đúng là chuyện do bọn hắn phụ trách, nhưng công việc trong giai đoạn trước cần do ngươi đi làm. Hệ thống tình báo của đòn roi kỷ luật tái vận hành cũng cung cấp cho ta một danh sách tuyển chọn thích hợp. Sau khi kết thúc cuộc chiến sa mạc này, thì phải khơi mào một cuộc chiến tranh mới, dù gì thì chúng ta cũng chỉ điều động 3 kỵ sĩ đoàn ở tiền tuyến mà thôi. Vừa dứt lời, dòng nước bốn phía biến mất, không gian xung quanh trở nên đen kịt, ngay sau đó, từng lá cờ từ từ hạ xuống, lơ lửng bốn phía. Mỗi một lá cờ đều đại diện cho một thần giáo chính thống, mà không ngoại lệ là bọn hắn đều ở trong liên quân. Một đàn dê đứng chung một chỗ có vẻ như trở nên dũng cảm hơn, gặp ai cũng dám kêu, nhưng khi ngươi cầm lấy một con dao chuẩn bị đi chọn một con để chọc tiết, bọn chúng lập tức sẽ bị dọa đến nỗi im thin thít. Đại tế tự chỉ tay về những lá cờ xung quanh, cười nói, ngươi cầm roi, chọn một đi. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2769, phía trên sắp xếp, 1. Đi từ trong thần điện công vụ ra, Verdun ngồi lên xe ngựa của mình. Khi xe ngựa rời đi, ánh mắt của Verdun cũng càng ngày càng trầm xuống. Bởi vậy cũng khiến cho Migo và Augie cùng ngồi ở trong xe ngựa đều vô thức rụt người sang bên cạnh. Nhịp thở cũng bắt đầu chậm dần, đã rất lâu bọn hắn không có cảm nhận được tâm tình của người cầm roi như vậy. Trong lòng Verdun đang rất kiềm chế. Nếu là khi trước, đại tế tự cho đòn roi kỷ luật càng nhiều quyền lực và lực ảnh hưởng thì người cầm roi là hắn chắc chắn cũng rất vui lòng khi thấy vậy. Nhưng quyền lực được chuyển xuống lần này thật sự là quá lớn. Chủ nhân tiện tay vứt xuống một cục xương đã gặm, làm chó đương nhiên có thể không cần để ý quá nhiều mà chạy đến gặm. Vừa gặm vừa không quên kích động vẫy đuôi biểu thị sự cảm kích. Bởi vì nó biết, đây là thức ăn của mình có thể ăn. Nhưng nếu như món ăn đắt đỏ rớt xuống từ trên mâm, nếu chó chạy đến mà ăn một cách vô cùng thản nhiên vậy thì nó cần phải suy nghĩ đến kết cục của mình. Cũng giống như lần này, mình thật sự có tư cách để chọn sao. Những việc chuyên môn, vì sao không giao cho những người chuyên nghiệp làm? Hồng y giáo chủ Chris phụ trách chủ trì bày kế nhằm vào luân hồi thần giáo. Chiến tranh một ngày được tiến hành thuận lợi như vậy thì vì sao lần này khi lựa chọn đối tượng để ra tay lại bất ngờ muốn thay người?
Verdon cũng không cho rằng là Chris phản bội đại tế tự, Chris cũng không có lý do làm như thế. Cho nên, nguyên nhân chỉ có thể là bên phía Chris đối với phương án này. Đối tượng mà Chris lựa chọn tấn công không phải là mục tiêu đại tế tự muốn. Đại tế tự cần một người khác, hiểu ý hắn rồi sau đó giúp hắn tiên phong. Thế nhưng mà đại tế tự cũng không có nói với mình đáp án rõ ràng, việc này cần mình đi quan sát, đi phỏng đoán, đi lĩnh ngộ. Ai? Ánh mắt Verdon híp lại. Lời nói mở, phải dựa vào suy đoán, tình huống này thường xuất hiện ở trong tình huống cấp trên cấp dưới chưa hiểu rõ về nhau. Là bài kiểm tra của cấp trên áp dụng để xem xét sự phục tùng, tính chính trị, lý tính và khả năng giác ngộ của thuộc hạ. Khi tình huống này xuất hiện giữa mình và đại tế tự thì chỉ có nghĩa rằng đại tế tự không tín nhiệm nữa mình. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Trong đôi mắt Verdon hiện ra vẻ tức giận. Mình cẩn trọng, mình trung thành tuyệt đối, đi cùng hắn từ lúc trước đến tận bây giờ, làm việc cho hắn, giết người cho hắn, hò hét cho hắn, tấn công vì hắn. Vì hắn mà năm đó mình không tiếc từ bỏ vị trí người cầm roi ngay trước mắt. Đi không gian khai thác trải qua bao nhiêu lần sinh tử, càng mắc thêm chứng bệnh hàn độc. Rốt cuộc là chuyện gì để bây giờ lại bắt đầu không tín nhiệm ta rồi? Ẩn dưới môi, răng của Verdon cắn chặt. Hắn phẫn nộ, hắn uất ức, hắn không cam lòng, mặc dù làm việc cho một người cấp trên như vậy, rất mệt mỏi, cũng rất đáng sợ. Ngươi luôn cần duy trì sự cẩn thận, nhưng từ góc độ cuộc đời và sự nghiệp, mình có thể đi theo một vị cấp trên như thế là một sự may mắn của mình. Cũng chỉ có hắn có thể thu phục mình lúc còn trẻ tuổi kiêu ngạo, để cho mình cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Đột nhiên, trong đầu Verdon hiện ra cảnh năm đó khi cái đoàn đội này vừa mới hình thành, hơn nữa lúc đó còn đang nhậm chức ở đại khu, trong một lần hội nghị nội bộ. Đại tế tự nói lời, một đoàn thể nhất định phải kiểm tra gồ rửa định kỳ, bảo đảm tính thuần khiết của cái đoàn thể này không bị làm bẩn. Bảo đảm lý tưởng của cái đoàn thể này không bị ăn mòn, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan sức chiến đấu của nó, mới có thể làm nên chuyện, làm được chuyện lớn, hoàn thành mục tiêu. Trải qua nhiều năm như vậy thì đại tế tự vẫn luôn làm như vậy, có người gia nhập, có người bị loại bỏ. Hắn dùng thủ đoạn và năng lực chính mình, không ngừng củng cố và tăng cường cái đoàn thể lấy hắn làm trung tâm này. Nhưng cái tiến trình này đã dừng lại khi hắn được giáo đình và thần điện cùng xác lập là đại tế tự tiếp theo sau Rasma. Mặc dù sẽ có cảnh cáo lẻ tẻ một số người, nhưng nếu so sánh với không khí nghiêm túc trước kia, quả thực giống như là đang gãi ngứa. Nhưng bây giờ, đại tế tự lại bắt đầu kiểm tra lại cái đoàn đội này. Verdon có chút kinh hãi mà ngẩng đầu, hắn đã là đại tế tự, hắn đã chủ đạo giáo đình, hắn đã áp chế thần điện, mục tiêu và lý tưởng của hắn vẫn còn chưa thực hiện sao? Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Migo dùng đôi tay có chút run rẩy tay cầm chăn lông lên, muốn đắp lên đầu gối cho người cầm roi. Nhưng người cầm roi bỗng nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, ngay sau đó, trong mắt toát ra sự chán ghét rõ ràng. Việc này khiến toàn thân Migo như rơi vào trong hầm băng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết tiếp theo mình phải làm gì. Verdon thở dài, nếu như lúc này người ngồi ở trước mặt mình không phải Migo, mà là Karen thì tốt biết bao nhiêu. Hắn sẽ tiếp lời mình, với tầm mắt và cách cục của hắn thì tên thư ký này của mình không sánh bằng, không, là thuộc hạ của mình vốn cũng không có ai có thể so với hắn. Bởi vì thuộc hạ của mình nhiều như vậy nhưng không một ai dám giống như hắn, chỉ có hắn chắc chắn mình sẽ xem đại cục làm trọng mà không thèm quan tâm khiến mình tức giận. Điều quan trọng nhất chính là, hắn rất giống với đại tế tự, có lẽ mình có thể tìm được sự dẫn dắt đối với ý muốn của đại tế tự. Vẫn may là hắn sắp được triệu tập về. Richard đi vào trại quân y để lấy báo cáo thương. Vong, chờ đến khi người phụ trách trại quân y ký tên xong, Richard cầm văn kiện trong tay đi ra ngoài. Đồng thời thì ánh mắt cũng vô thức tìm kiếm giường của cha mình. Rất nhanh, cậu ta nhìn thấy Đắc đang được cấp cứu ở trong. Ở khu vực bàn giải phẫu, bên ngoài chỉ có hai tầng trận pháp đơn giản, một để chống nhiễm trùng, một để cách ly, bảo đảm người bị thương sẽ không bị lây nhiễm. Bên cạnh Đắc một vị bác sĩ cao cấp đang cấp cứu, bên cạnh có một vị trợ lý đang tiến hành truyền máu. Một sợi dây leo chạy dọc theo từ trong lồng ngực Đắc ra ngoài, cắm vào trong dung dịch dinh dưỡng màu đỏ sẫm cạnh bên bàn giải phẫu. Mà ở bên ngoài trận pháp của giường giải phẫu, cô Lucie đang ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm chồng mình đang được cấp cứu ở trong. Richard hít sâu một hơi, đi tới. Chương 2770
phía trên sắp xếp. 2. Lucie trông thấy Richard đi tới, vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay Richard. Lúc này, cô rất cần người nhà làm điểm tựa. Nhưng mà, Richard không có an ủi Lucie, mà là rất bình tĩnh mà hỏi thăm, tổ trưởng Lucie, bây giờ không nên ở đây, dựa theo chỉ lệnh. Bây giờ hẳn tiểu tổ của cô nên ở phía tây dãy Zuma, phụ trách giải trừ trận pháp mà kẻ địch để lại khi lui binh. Lucie ngẩng đầu, nhìn về phía Richard, nói, cô biết, bọn họ đã đi rồi, bây giờ cô chỉ đang ngồi trông chừng cho dượng của cháu thôi. Tổ trưởng Lucie, cô tự ý rời vị trí, ta đề nghị bây giờ tốt nhất là cô đi tập hợp với tổ của mình. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ về thì viết một phần báo cáo kiểm điểm rồi chủ động giao đến chỗ quân kỷ. Lucie bỗng nhiên tăng cao âm lượng, thét to, phó quan Richard, chồng của ta, dượng của người. Chỉ có tỷ lệ 30% có thể cấp cứu thành công, ta không ở lại đây thì bây giờ ngươi bảo ta phải đi đâu. Richard mở miệng nói, quân y nghiêm cấm ồn ào. Lucie đưa tay chỉ về hướng cổng của doanh trại, thằng nhóc, cút đi. Richard nhìn thoáng qua Đắc, sau đó ngón tay cũng chỉ về cổng lớn của doanh trại, mau chóng quay về cương vị của mình đi. Ngươi cần phải thể hiện ra ngươi vô tư và nghiêm túc ở chỗ này sao? Hay là nói, ngươi hy vọng thông qua chuyện này để có được ấn tượng tốt ở trước mặt quân đoàn trưởng? Richard đáp lời, tổ trưởng Lucie, trận chiến còn chưa đánh xong đâu, nơi này có bác sĩ phụ trách, nếu còn không quay lại cương vị của mình thì bây giờ ta sẽ gọi người của quân kỷ tới bắt. Richard, một tiếng quát chói tai truyền đến từ phía sau. Richard nhắm mắt lại, cắn chặt môi quay người, đúng vậy, cậu ta nhìn thấy mẹ của mình, Kaisi. Cha của mình, tiểu đoàn trưởng Aisen, lúc phá hủy trận pháp phòng ngự của kẻ địch thì tinh thần bị ảnh hưởng, hôn mê nghiêm trọng. Sĩ quan Kaisi, bây giờ ngươi nên ở chỗ ngọn thương tội lỗi để hỗ trợ tiến hành công việc của không gian phong ấn. Chờ người của không gian phong ấn đến đây để bàn giao người đến đây giao tiếp. Bây giờ xin lập tức trở về đến cương vị của ngươi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì viết, kiểm điểm giao cho quân kỷ. Kaisi nói, bác sĩ nói cha con rất có thể đời này sẽ không thể nào tỉnh lại. Bây giờ là đang chiến tranh, ở tiền tuyến vẫn còn có chiến trận quy mô nhỏ. Hai người các ngươi ở đây làm gì? Hôm nay rất nhiều người chết trận, chả nhẽ bọn họ không có vợ con, không có gia đình sao, chỉ có mỗi hai ngươi là trường hợp đặc biệt. Lập tức, Richard chỉ vào dượng mình đang được cấp cứu, bọn họ liều mạng như vậy là vì cái gì, bây giờ kẻ địch tháo chạy. Không phải là lúc đi củng cố thành quả mà bọn họ liều mạng giành lấy sao, cần hai người ngồi ở chỗ này rơi nước mắt đau lòng. Hốc mắt Richard đỏ lên, trừng mắt, người nhà tòng quân ngay từ đầu vốn là không phù hợp với quy tắc của đại khu, là cha cầu xin ca. Cầu xin quân đoàn trưởng mới được phê chuẩn là vì nể mặt các người là trận pháp sư ở đại khu có thể phát huy năng lực trên chiến trường. Nhớ kỹ, các ngươi là tín đồ trật tự, là quân nhân. Bây giờ, lập tức, trở về cương vị cho ta, nếu không, ta sẽ tự mình đưa các ngươi đến tòa án đòn roi kỷ luật. Richard và mẹ mình nhìn nhau, Kaisi đứng ở nơi đó, không cử động. Lúc này, Lucie đứng người lên, đi đến bên người Kaisi, đưa tay kéo một chút, sau đó Kaisi nhìn con trai mình thật sâu, rồi cùng Lucie rời đi. Hô! Richard thở phào một cái, cất bước rời khỏi, không đi tìm giường nằm của cha mình. Karen đứng ở phía ngoài, nhìn thấy cảnh này, nhưng mà anh cũng không ra mặt, cũng không đi chào hỏi với Richard. Philomena ở bên cạnh hỏi, ngài không đi vào sao? Bây giờ ta cũng hẳn nên ở tại cương vị của mình mà không phải tới đây. Đúng. Nhưng mà sau một trận ác chiến, quân đoàn trưởng đến trại quân y nhìn một chút, cũng giúp an ủi sĩ khí, cho nên ta tới đây cũng là việc nên làm. Đúng, Richard chín chắn lên nhiều, cứ như cái tên hôm qua còn thích đi cửa hàng điểm tâm tìm mấy chị để tán gẫu kia, hôm nay đã để người ta không nhận ra được. Philomena nói, người nhà không nên ở trong cùng một đơn vị quân sự. Ừm, đúng vậy, ngươi nói không sai. Thế nhưng mà, ngay từ đầu đây chỉ là một đoàn dân binh của đại khu thành phố York với quy mô hơn 1.000 người, chế độ điều lệ còn không có hoàn mỹ như vậy. Rốt cuộc thì ai có thể nghĩ tới cái đoàn dân binh này không lâu sau đó sẽ mở rộng thành một cái tập đoàn quân đây. Ngươi đi hỏi thăm xem tình hình của tiểu đoàn trưởng trận pháp sư như thế nào rồi, ông ta rất quan trọng đối với quân đoàn chúng ta. Sau đó, chiến sự chính cũng đã kết thúc,
đoàn pháo binh cũng chia làm mấy nhánh để đuổi bắt và tiêu diệt toàn bộ kẻ địch còn sót lại rồi. Để Kevin trở về, nói cho nó biết, trại quân y cần nó, để nó uống nhiều nước một chút. Gọi thêm PALL tới nơi này, cô ta hiểu y thuật, đôi khi có thể cung cấp một chút phương án trị liệu mà bác sĩ chính quy không nghĩ đến. Đã rõ. Ừm, tốt. Karen còn đang nhìn Đắc được cấp cứu ở trong, cuối cùng cũng không bước vào để tìm giường nằm của cậu mình. Sau khi đi ra khỏi khu quân y, Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói rằng lo lắng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu và dày vò bao nhiêu khi lúc trước chưa đến thăm, đều là giả, chưa đến mức độ kia. Nơi này là chiến trường A, tử thương rất nhiều người, bi thương thật không chú ý đến được. Không có người nào càng cao quý hơn so với ai khác, cũng không có người nào càng không thể chết so với người khác, chỉ cần chết có giá trị, Karen cũng có thể chết. Lúc trở lại lều chỉ huy, Richard đang chỉnh sửa văn kiện trên bàn làm việc của mình. Sau khi Karen ngồi xuống, Richard đem những văn kiện tương quan dựa theo trình tự mà bày ra trước mặt Karen. Karen phê duyệt xong một phần, Richard lập tức để ra một phần. Tiền tuyến có neo kiểm soát, nhưng mà phía sau vẫn có rất nhiều chuyện cần xử lý, không chỉ có là quân đoàn đòn roi kỷ luật. Còn có ba đoàn chính quy kia, Dina cũng càng không ngừng ra vào, đệ trình những thông tin được truyền đến. Trạng thái bận rộn vẫn tiếp tục đến đêm. Quân phòng thủ của dãy núi Zuma cuối cùng cũng có một phần phá vòng vây ra ngoài, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Quy mô lực lượng của phe phòng thủ tương đương với phe tấn công, muốn công thành còn đồng thời ngăn chặn đường lui của bọn hắn thì đây gần như là chuyện không thể nào. Karen đồng ý với đề nghị của Neo, hạ lệnh dừng việc truy đuổi, đồng thời tính toán sắp xếp khu vực đóng quân. Sau khi xử lý xong phần lớn công việc, Karen khẽ tựa lưng vào trên ghế, nhét bút lông ngỗng vào trên mặt bàn, cố ý nói thành tiếng, làm xong. Các bạn vừa nghe xong tập 277 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.